Hôm qua ngày 10 tháng 6, huyện Nông Cống đã tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019-2024. Thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, 5 năm qua, lực lượng vũ trang huyện Nông Cống đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tham mưu chủ động dự báo nắm chắc tình hình, kịp thời đề xuất các chủ trương biện pháp đúng đắn, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tham mưu tổ chức hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, thực hiện tốt công tác tuyển quân và các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Từ năm 2019 đến nay, lực lượng vũ trang huyện Nông Cống đã được tư lệnh quân khu 4 ba lần tặng cờ, hai lần tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng. Tại đại hội, huyện Nông Cống đã trao giấy khen cho 15 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.